ngon nhỉ. Mùa này ăn này nó ngon mà vì nấu lâu nó mát. Ngọt. Ăn này ngon béo. Được bát thế này đỡ mệt rồi nha. Bắt đầu nóng rồi đấy nhở? Mấy nữa còn nóng hơn đấy. Hôm nay mới bắt đầu nóng rồi nó nghe mệt. Ha 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 ha.